được đặt tên theo một cựu phi công lão luyện của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay Hawker được nhà sản xuất quốc phòng TAI của Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra với nhiều mục đích khác nhau. Dự án phát triển Hawker được TAI ký với Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006 và máy bay đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 2013, trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt 3 năm sau đó. Máy bay có 2 chỗ ngồi, dài 11,17m, sải cánh 9,96m, cao 3,7m, một động cơ phản lực cánh quạt cho máy bay đạt tốc độ tối đa 574 km/h, trần bay 10 km, cùng phạm vi hoạt động gần 1.500 km. Hawker có phiên bản huấn luyện cơ bản mang tên gọi Hawker A, trong khi phiên bản nâng cao và vũ trang lần lượt là Hawker B và Hawker C đều trang bị súng 12,7mm và pháo 20mm. Riêng đối với phiên bản Hawker C được thiết kế để hỗ trợ trên không tầm gần, tấn công hạng nhẹ, tình báo, giám sát, trinh sát vũ trang cũng như huấn luyện phi công. Máy bay có thêm 7 móc treo dưới thân và cánh để lắp nhiều loại tên lửa và bom nội địa với tổng trọng lượng tối đa 1.500 kg. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Hawker đang được lực lượng không quân của các nước trên thế giới quan tâm.